gì anh ơi? Rảnh không? Ngồi xuống nói chuyện chơi. Xin lỗi, đang bận bán không có rảnh. Còn mê Phương không? Còn, sao không còn? Không được mê nữa. Mà tôi lỡ mê rồi sao hết được? Ngồi xuống. Rồi. Không được cũng phải được. Nếu không. Anh tính làm gì tôi vậy? Sẽ tan nát cho mỗi đũa này. Thấy nó tan nát chưa? Thấy nó tan nát chưa? Dạ thấy. Thấy chưa? Không tốt chút nào. Người yêu tôi không thể nào là một ông chằn như vậy được. Má nói là cho con chọn vai diễn bữa nay mà. Mà mấy vai má đưa hôm nay con thấy đều không có thích. Bây giờ con đi nghỉ. Chừng nào má chọn được vai con thích á thì gọi điện cho con nha. Mùi gì quen quen, mùi xíu ếch đâu đây? Phương thèm xíu ếch hả? Bự về lấy cho Phương ăn nha. Bự nè, Phương kiếm ai vậy? Ủa, cái gì ghê vậy? Có thấy gì đâu mà... Ủa, Phương đâu rồi? Phương mất tích ghê hồn vậy? Em đó nha, đàn ông con trai gì đâu mà bạo dạn quá à. Dám theo đuổi đàn bà con gái nữa chứ. Thì em chỉ là... Thì chỉ đơn giản là mà tại sao á, con gái á được quyền theo đuổi con trai mà tại sao không có thể ngược lại, rồi ai cũng quyền tự do theo đuổi và tìm kiếm tình yêu đích thực của mình mà, đúng không? Làm gì căng thẳng quá vậy? Thì chị nói giỡn vậy thôi mà. Em xin lỗi chị. Mà sao? Thật ra có chuyện gì kể chị hai nghe coi. Thì em hẹn hò với Phương mà Phương không có tới, gọi cũng không bắt máy luôn. Vậy em có thử gọi điện thoại cho anh Minh chưa? Hả? Thôi đi, chị không có làm phiền em gọi điện thoại nữa. Chị lên phòng ngủ trước đây. Dạ. Chúc chị hai ngủ ngon. Chúc em có những tin tức tốt lành. Yes. Mà chị hai. Em cứ nghĩ chị sẽ ngại gia cảnh của anh Minh á. Chị sẽ giúp cho họ cải thiện. Mà nè, từ giờ cho tới lúc đó em phải giúp cho chị, đừng để cho ba má biết, nhất là ba đó. Đúng rồi. Sao Út? Vui quá ha. Còn Út? Dữ quá. Ai dữ? Thì người đó đó. Sao Út lại nói vậy? Sáng nay á, Út đã tận mắt chứng kiến thấy người đó ăn hiếp bé Bự. Tự nhiên nhớ tới cái vụ khách sạn á, thấy ớn ớn. Sau này hay lấy vợ
theo vợ rồi. Còn có mỗi mình Út là phải chăm sóc ba má thôi, đúng không? Lựa chồng á, phải lựa cho kỹ. Cưới trúng thằng chồng không mà nó trằn ăn trăn quấn về nó cào nát cái nhà này, bất hiếu với ba má, tội, tội lắm. Trời ơi, thằng Luân nó hiền khô à. Chẳng qua là nó sợ mất Út cho nên nó làm vậy thôi. Ai nói? Nè, chú không thấy là nó chỉ hung dữ với bé bự thôi à? Ừ, có lý. Ê, nè, đi đâu vậy? Chị vô ngủ, tâm sự mỏng xong rồi, giải bày được hết đi ngủ ngon rồi. Bye bye Chiến Hữu. Ê, ê, một chậu xíu quét nghe. Chuyện nhỏ, cho ăn đứa ăn riết mập bụng. Làm sao đây?